Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ miền Đông Nam Bộ thấp nhất trong ngày là từ 18 đến 20 độ, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn ở mức là 17 đến 20 độ. Đây là lần thứ tư Nam Bộ xảy ra lạnh liên tục trong vòng 2 tháng qua, một điều đặc biệt hiếm gặp trong nhiều năm qua. Các chuyên gia khí tượng đánh giá thời tiết lạnh kéo dài liên tục trong cả tháng 1 là chuyện hiếm gặp ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, không khí đón Tết Nguyên đán của người Sài Gòn cũng khác hẳn mọi năm. Hiện thị trường đồ đông vẫn sôi động do nhu cầu tìm mua những mặt hàng này của người dân tăng mạnh. Được biết, thời điểm Nam Bộ lạnh nhất những năm gần đây là vào năm 1993, khi nhiệt ở độ ở Long Khánh, Đồng Nai ở mức là 12,1 độ C, trong khi nhiệt độ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp được ghi nhận ở mức là 17,7 độ C. Vào năm 1999, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống tới là 16,4 độ C.